Các bác nhìn thấy cái lô tròn rừng này sướng chưa? Dã man. Đấy, ui, xanh lè luôn. Em bác nào có nhu cầu về đuôi tròn thì nhắn em nhé. Đây ở trên nhà em này. Trên nhà. Nhà em cũng là tròn luôn các bác này. Đấy. Khủng khiếp chưa? Em lên với các bác mấy chai mật ong. Thực ra đây là những cái chai mật ong mà em đã lọc lại mọi người nhé. Cái sáp mà em lọc trong mùa và em lọc lại thì cái mật ong này nó vẫn rất thơm. Đây này. Đấy, những cái túi sáp như này em cho và em lọc lại thì được khoảng 2-3 lít. Đây các bác nhé. Đây là ong khoái em mới lọc lại xong. Thì một chai em bán cho các bác với giá là 90.000. Ong khoái rừng. Nó vẫn rất thơm. Chẳng qua là nó lẫn lộn vài tổ vào với nhau thôi. Đấy. À, chỗ này có 1, 2, 3 chai. 90.000 một chai thì là 270. 300 lấy các bác bao ship. Bằng các bác mua 1 lít mới luôn. Nhưng cái mật ong này cực kỳ tốt. Và em để rất sạch mọi người nhé. Em để sạch. Em để sạch luôn. Đấy, em để trong túi bóng. Đặt trong thùng xốp. Sau đó em tầm khoảng 1-20 cân thì em bỏ ra em lọc lại một lần nữa sau cái sáp này thì cho người người bán lại cho người Mông hoặc là anh em người ta ngâm rượu hoặc là người Mông người ta làm váy. Xin lỗi không phải là bán mà là cho lại để sang năm các bạn ấy còn lấy cho mình. Đấy, các bác nhé, hàng cực kỳ xịn sò. Còn lan rừng nhà em mùa này em nghỉ nên là em bắt đầu em chuẩn bị em làm. Đây là chậu năm cánh trắng Bảo Duy hôm qua vừa mới mang xuống để ngắm hoa. Đây là điện thoại Zalo của em. Giới thiệu với các bác những cái sản phẩm như chè. Đặc biệt là cái dạ dày đại tràng LTD này. 230.000 một gói mới dập đát. Chữa các chứng viêm loét dạ dày, viêm hăng vị, đau thượng vị, nhiễm khuẩn HP. Đau dạ dày, đau đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa. Hai gói này là hết HP luôn. 460.000. Thêm 20.000 tiền ship nữa. Đông trùng hạ thảo Huy Cương, tem đen là 50.000, à 500.000, tem xanh là 195, tem đỏ là 390. À, kỳ từ đỏ, em về loại hàng khô tơi. 90.000 đồng một lọ mọi người nhé, 90.000 đồng một lọ 500 g. Còn bác nào thích mật ong rừng thơm, đây em có. Nên nó khoái rừng thơm. Những cái tổ này là 10 cân. Chưa cần mở túi bóng ra nó đã thơm nức mũi luôn rồi. Tổ này em bán là 1 triệu 8 cho các bác. 10 cân 2. Cả bì là 10 cân 9 các bác nhé. 180.000 đồng một cần. Bác nào mà yêu mến kênh Yêu Hoa Lan Vlog của em thì có thể đăng cho em xin một nút đăng ký kênh. Đấy, còn đây là cái hà thủ ô 350.000 đồng 1 kg. Gồm có 2 lọ. Muốn cho xanh tóc đỏ da rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô. Đây là loại cực kỳ tốt, cực kỳ bổ huyết mọi người nhé. Chẩm chéo 12 vị xịn 45.000 đồng một lọ. Đấy, mật ong nhà em thì trong mùa rất nhiều. Còn em lên một số cái mã thớt. Thớt thớt 25 x 3 phân. Vẫn giá như cũ. Đấy, từ 30, 120.000 đồng một cái. Cả ship là 145. Những cái loại to như này thì tiền ship nặng hơn. Cái loại 35 này thì 350.000. 385.000 bao ship. 385.000 bao ship. Size 45, em có một cái size 45 này, rất là to. Cái phần mốc kia là hôm nọ bị rơi một tí mật ong vào đấy, không vấn đề gì. Size 45 này là 650, size 40 này là 550.000. Đấy. Đều hàng đai thớt nghiến xìn hồ nhé. Nghiến đá xìn hồ các bác biết là nó khủng khiếp như nào, đúng không? Đấy, thì là một số cái sản phẩm bên em. Tiếp theo là táo đỏ size nhỏ, em bán 70.000 đồng một cân. Táo đỏ size to là 80.000 đồng một cân. 80.000 đồng. Đây các bác nhé. Đấy, size to này loại 19-20 quả một lạng. Mật ong rừng. Em có cái loại nguyên sáp như này 2 cân là 360.000. 180.000 cân. Đóng nguyên thùng gửi cho các bác. Hoa đu đủ đực ngâm mật ong. Loại này 290.000 đồng một cân. Mướp đắng trị tiểu đường. Đấy. Điều hòa đường huyết. Đấy, Tây Bắc mướp đắng rừng này rất là tuyệt vời luôn. Về nhà các bác hãm uống như uống trà. Loại này là 230.000 đồng một cân. Đỗ Trọng Nam
Đỗ Trọng Nam thì là giúp các bác bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, 230.000 đồng. Về chúng ta ngâm rượu mọi người nhé. Mật ong thì chỉ có 3 chai này, 300.000 bao ship mọi người nhé. Đấy. Em đóng vào sáp à, mật nó trào ra đây này. Đấy. Mật ong nó rất nhiều ga. Tí lau đi cho nó đỡ kiến dán. Trong nhà em thì em lúc nào cũng để cơ động khoảng vài ba tạ trong nhà để đến lúc cần thì bán cho mọi người. Đảm bảo là xịn 100%. Các bác nhé. Đây là thuốc trị xoang 125.000 đồng một liệu trình 3 lọ. Trị xoang, xoang viêm mũi dị ứng các kiểu đấy. Thì em xin kính mời tất cả các bác